Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng chừng là 4 giờ chiều ngày 27 tây tháng 11 năm 2021 theo Việt Nam đó hôm nay đã là ngày chủ nhật rồi ngày 28 tháng 11 thì uh, trước hết á, tôi muốn chúc những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đã có một ngày lễ Thanksgiving vui vẻ và ngày hôm qua là ngày lễ Black Friday thì hy vọng các bạn cũng có một ngày lễ Black Friday uh, mua được nhiều thứ và đặc biệt là các bạn sẽ được là giá cả của BTC ngày hôm qua cũng như là cả thị trường crypto đó đã xuống ngày hôm qua và đương nhiên các bạn thấy được là đây là tình hình không chỉ riêng là ở trong thị trường crypto mà các bạn nhìn chung thị trường tài chính hôm qua là một ngày toàn một màu đỏ thôi. thì hy vọng các bạn uh, cũng uh, thu hoạch được nhiều trong những ngày lễ Black Friday. thì uh, thường thì cũng dành thời gian để mà ở với lại người nhà trong cái ngày lễ Thanksgiving và Black Friday ngày hôm qua cho nên cũng không có nhiều thời gian à, để mà trả lời những comment của các bạn và hôm nay thời dành thời gian để mà xem những comment à, các bạn để lại cho những cái video gần đây như là cái video liên quan đến à, đầu tư crypto mua nhà thật các bạn nhìn thấy trên màn hình hay là cái video liên quan tới Black Friday ngày hôm qua thì à, những comment các bạn để lại đây thường đều xem hết nhiều khi thường không có thời gian để mà trả lời từng comment một hay là trả lời chi tiết nhưng mà cái mà các bạn có thể à, biết đó chính là comment nào thường cũng đọc hết chỉ là không có thời gian để mà trả lời hết tất cả mà thôi và có như bạn thì comment nói là thường có một cái máy tóc mới thực ra máy tóc này là thường đã có từ lâu rồi chỉ là nhiều khi giống như ngày hôm nay đó thường làm video thì cũng lười biến cho nên không có uh, chảy đầu cho nên uh, các bạn mới thấy khác mà thôi thì hôm nay đó trở lại thường muốn uh, chia sẻ thêm những cái thông tin chi tiết với các bạn hôm qua đó thường cũng đã nói sơ về tình hình rồi nhưng mà hôm nay thường muốn chia sẻ thêm với các bạn đặc biệt là thường muốn chia sẻ về cái đề tài là tình hình giá cả đi xuống như thế này đó các bạn có cần lo lắng hay là không có phải mọi người đang hoảng sợ giờ bán crypto của mình hay không đó là điều mà thường muốn chia sẻ trong video này thì trước hết thì thường nhắc lại như vậy nào mà À, đã xem cái video ngày hôm qua thì cũng đã biết rồi đó chính là chúng ta thấy là giá cả đột ngột có cái sự đi xuống rất là mạnh ngày hôm qua các bạn thấy được là trước đó đó là ngày lễ Thanksgiving thì các bạn thấy giá của BTC nó riêng đó là đang đi lên là hơn 59.000 đô là 59.500 đô và thuận thì vẫn có cái ý nghĩ là nếu như mà không có cái thông tin liên quan tới cái biến thể mới của dịch bệnh mà chúng ta nói tới ngày hôm qua thì có thể giá của BTC đã, đã tiếp tục tăng trưởng và qua khỏi 60.000 đô rồi thì nhiều bạn cũng đã biết là một trong những cái lý do tại sao mà tất cả thị trường màu đỏ ngày hôm qua đó chính là cái thông tin liên quan tới dịch bệnh dẫn đến có thể nhiều người lo sợ khiến cho là giá cả đi xuống tại vì nhiều người bán và thứ nhì nữa là chúng ta cũng đã thấy cái thông tin liên quan tới những cái lệnh option đã đáo hạn ngày hôm qua là ngày thứ sáu cuối tháng đó là tài liệu thường đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua rồi thì bây giờ các bạn thấy được là sau khi mà BTC đi xuống tới cái mức là khoảng chừng 53.500 đó thì đã có một cái sự tăng trưởng trở lại một chút và cả ngày hôm nay thì xoay quanh cái mức là khoảng từng 54 cho đến 55.000 đô. Các bạn thấy hiện bây giờ là 54.617 đô. Thì nhìn chung cả thị trường đó thì đương nhiên tiếp tục đi theo xu hướng của BTC. Ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là nhìn lên trang của Coin 360 thì có màu xanh có màu đỏ, hầu như là 50 50 thì các bạn thấy được cũng có một số đồng có cái sự đi trở lên như là chúng ta thấy được là crypto.com đồng CEO chúng ta thấy đồng Luna, Ego, Avax, Filecoin đây là những đồng mà có cái sự tăng trưởng trở lại và thật ra mà nói chúng ta thấy được là có nhiều đồng nó gần đây cũng đã đạt cái đỉnh mới rồi thì giá cả bây giờ chỉ đẩy lui về mấy ngàn mà thôi những đồng như là các bạn thấy là crypto.com hay là avalanche vân vân thì nhìn chung đó hôm nay tiếp tục là xu hướng của bitcoin là xu hướng chủ đạo, các bạn thấy là btc trong vòng 24 giờ qua thì tăng 1,2%, còn những đồng khác thì các bạn thấy là tăng phần trăm cũng tương tự hay là đi hàng ngang, các bạn thấy là ethereum thì coi như đi hàng ngang tăng 0,6%. À, đồng Binance Coin thì tăng 2% Những đồng khác như là các bạn thấy được là Solana hay là Cardano, XRP Thì hầu như không có sự thay đổi Cũng như là Polkadot hay là Dogecoin Nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó, đề tài ngày hôm nay Đó chính là có phải là mọi người đang lo sợ hay không Và nếu như vậy thì các bạn có nên lo sợ hay không Thì chúng ta trước hết thì nhìn vào một cái đề tài Đó chính là cái chỉ số tham lam và sợ hãi của BTC đi Thì hiện bây giờ đó Bitcoin, chỉ số này là 21 và chỉ số 21 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà đây chỉ là cái Thông tin đến từ chỉ số này mà thôi thì uh, thuận lại không cảm thấy được là thị trường đang cực kỳ sợ hãi, đừng chia sẻ thêm tại sao lại nghĩ như vậy. Nhưng mà trước hết đó, các bạn nên hiểu là cái chỉ số này đó là 21 thì gọi là cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử đi, đây là lịch sử của cái chỉ số này đó từ thời điểm là năm 2018 tới bây giờ thì các bạn đã thấy được là bây giờ cái mức chúng ta đang ở đó là 21 thì coi như cũng là cái mức thấp. Nhưng mà nếu nói là cực kỳ sợ hãi đó thì chúng ta đã từng thấy con số thấp hơn con số 21 rất là nhiều rồi Nhất là các bạn thấy được là có thể ở dưới con số 20 một thời gian dài như là các bạn thấy được là cái tình hình hè mới đây đó thì chúng ta thấy được chỉ số này có thể xoay lên cái mức là từ 10 tới 15 một thời gian dài mấy tuần liên tục hay là các bạn thấy được là hồi năm ngoái đó khi mà chúng ta thấy dịch bệnh bùng nổ ở Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy được là từ ngày 10 tây tháng 3 mãi cho các bạn thấy được là ngày 22 tây tháng 4 đó thì chúng ta thấy được là rất nhiều thời gian là chỉ số này dưới cái mức là 20 và đương nhiên mùa đông crypto thì các bạn thấy được là nhiều lần chỉ số này đã dưới con số ở thời điểm hiện tại là 21 thì nên nếu nói đó là cực kỳ sợ hãi thì có thể là à, các bạn thấy được là có cái um, tài liệu là có nhiều người sợ hãi hơn nhưng mà chúng ta lại không thấy được là thời điểm bây giờ đó so với lại những cái lúc mà thực sự sợ hãi đó thì thường cảm thấy bây giờ chưa đến mức mà gọi là cực kỳ sợ hãi tuy là chỉ số này nói như vậy nhưng mà so về quá khứ thì không phải như vậy để hiểu hơn đó, thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một trong những cách mà thường và nhiều bạn đã từng trải qua nhiều cái đợt mà thị trường cực kỳ sợ hãi. Như là các bạn thấy được là mới đây thôi, năm nay đó là hè mới đây, là từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 là thị trường cực kỳ sợ hãi. Và các bạn thấy được là trước đó nữa đó là cái thời điểm là hồi tháng 3 của năm 2020 và đương nhiên trở về trước đó nữa là mùa đông crypto năm 18-19 thì rất nhiều đợt, xong như nhiều, nhiều bạn đã trải qua là cực kỳ sợ hãi như thế nào có nghĩa là mọi người đó đều cực kỳ chán nản đó chính là cái thời điểm là thị trường sợ hãi nhất và đó cũng là những thời điểm mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử là những thời điểm mà các bạn mua cái giá tốt nhất để sau đó lại có cái sự tăng trưởng có nghĩa là mỗi lần mà các bạn thấy là thị trường cực kỳ sợ hãi đó để thường cho các bạn thấy là như là chúng ta nhìn vào cái tài liệu của hồi tháng 5 đi khi mà thường zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là đây là cái đường liên quan đến cái phần trăm vốn hóa của BTC ở trên thị trường thì những lúc mà thị trường cực kỳ sợ hãi các bạn thì được cái đường màu xanh này nó sẽ tăng lên tại vì sao tại vì nhiều người họ sẽ bỏ altcoin của mình một đó là họ bán lấy tiền mặt về trong ngân hàng hai là họ giữ đồng stablecoin còn ba là họ sẽ lựa chọn lưu trữ BTC lúc nào cũng vậy các bạn thấy được là bitcoin vẫn được cho là một cái nơi mà Chú thân, khi mà chúng ta thấy thị trường thực sự không ổn, cho nên mỗi lần mà thị trường thực sự không ổn đó các bạn sẽ thấy được là cái đường màu xanh này sẽ có cái sự tăng trưởng, đó chính là cái phần trăm vốn hóa của BTC. Như là các bạn thấy là hồi tháng 5 đó là từ 39,95% mà tăng lên tới mức là khoảng 49%. Nhưng mà các bạn đã thấy được là gần đây thì các bạn đã thấy được là cái tình hình đó là không những là cái đường này không có cái sự tăng trưởng mà các bạn thấy được còn đi xuống nữa tính từ lúc ngày 20 tây tháng 10 đó đường màu xanh này cái xu hướng là đi xuống có nghĩa là chúng ta lại không thấy là cái phần trăm của BTC tăng lên có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ vẫn chưa thấy là những nhà đầu tư riêng lẻ như là thường qua nhiều bạn đó hoảng hốt bán oil của mình và đẩy cái phần trăm của BTC vốn hóa tăng lên cho nên thường nói là tính theo cái số lượng vốn hóa của BTC trên thị trường thì vẫn chưa thấy được là bây giờ nhiều người đang rất là lo lắng nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đây là cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của ngày hôm nay đó chính là Fandom Với cái sự kiện phiên đấu giá từ thiện NFT trên nền tảng của Fandom Foundation Thì đây là một cái nền tảng dành cho những nhà sáng tạo mở ra một cái không gian cho việc sáng tạo nội dung cái dạng ngắn đó Thì cho phép người dùng tạo doanh thu từ nội dung Đặc biệt đó là NFT Marketplace, cái chợ NFT đó của Fandom Sẽ tăng thêm giá trị nội dung thông qua việc là NFT hóa nội dung cá nhân của cả người sáng tạo thì fandom sẽ tổ chức một cái phiên đấu giá từ thiện NFT nhằm đánh dấu thành tích của Nguyễn Thị Thu Nhi với 6 NFT phiên bản đặc biệt minh họa cho hành trình trở thành nhà du lịch quyền anh nữ thế giới đầu tiên đến từ Việt Nam. Được biết đó là nữ võ sĩ thực thuộc là Cocky Buffalo Promotion khi còn nhỏ đã phải kiếm sống bằng ngành bán vé số dạo nhưng dù vào cảnh khó khăn đó cô đã nỗ lực để mà đạt được ước mơ trở thành nhà du lịch quyền anh nữ thế giới đầu tiên của Việt Nam thì để tôn vinh cái câu chuyện vượt khó này đó thì 6 cái NFT đã được ra mắt và dự tính sẽ được đưa ra bán đặc biệt trong buổi đấu giá tư thiện tổ chức bởi nhà tài trợ fandom CRTA. Thì 6 cái NFT này đó sẽ là các pixel art có hình ảnh của Nguyễn Thị Thú Nhi theo cái chủ đề sau. Cô gái mang lại sự may mắn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì thì có chí thì nên. Thứ ba, vô địch châu Á. Thứ tư là trận đấu Tranh danh hiệu thứ năm là nhà du lịch thế giới và thứ sáu là sức mạnh của sự nỗ lực. Thì cái bạn mà thành công đấu giá nhận cái NFT này đó cũng sẽ nhận được cái quần đùi, giày đám bốc, áo tròn đám bốc, găng tay và áo ngực thể thao mà Thu Nhi đã mặc trong trận tranh chức du lịch thế giới. Đặc biệt đó là cái NFT có tựa đề cô gái mang lại may mắn sẽ được phát hành. 99 phiên bản để thể hiện con số 9 may mắn của Việt Nam thì thời gian mà Wireless á sau từ ngày 23 tây tới ngày 5 tây tháng 12, thời gian đấu giá NFT đó sẽ từ ngày 29 cho đến ngày 5 tây tháng 12, 29 đến 2011 đến ngày 5 tây tháng 12, có nghĩa là tổng thời gian sự kiện sẽ diễn ra đó là từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 5 tây tháng 12 thì fandom sẽ tổ chức sự kiện airdrop với tiền thưởng lên tới là 19.800 đô trả bằng đồng BNB, đồng Binance Coin thì sự kiện airdrop này sẽ được chia làm hai cách thức cái thứ nhất đó là bạn kết nối ví làm wireless ngay trên landing page này, nhập các thông tin vào form và xác nhận đi gửi đi. Và ở cách thứ nhất này đó, fandom sẽ tặng BNB trị giá là 9.900 9.900 cho tổng cộng là 330 bạn may mắn chúng whitelist theo hình thức là sổ số, số và cách thứ nhì đó là fandom cũng sẽ tặng tổng trị giá là 9.900 đô bằng đồng BNB tổng cộng cho 330 người cũng theo hình thức sổ số, số khi mà thực hiện nhiệm vụ để mà hoàn thành cái biểu mẫu Google này và cũng đơn giản thôi các bạn chia sẻ sự kiện nhi NFT drop trên các mạng xã hội như là Facebook, TikTok hay là Instagram thứ nhì là các bạn vào nhóm Telegram fandom Việt Nam rồi nhập form gồm là ID Telegram nhập địa chỉ ví BNB của bạn nghĩa là địa chỉ ví bep 20 đó link chia sẻ sự kiện rồi bấm cái nút submit để gửi đi nếu như mà các bạn có thú muốn tìm hiểu thêm đó hay là tham gia để mà nhận airdrop từ fandom thì thuận sẽ để cái link bên dưới để các bạn có thể là tìm hiểu thêm và đây là cái thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đó chính là fandom kế tiếp nữa đó thì các bạn thấy là ngày hôm qua đã có thông tin là tổng thống của Độ một lần nữa à, lại bắt đáy các bạn thì được là mua thêm 100 đồng Bitcoin ngày hôm qua các bạn cũng nhìn vào cái thông tin đây là cái ví lưu trữ BTC nhiều thứ ba hiện bây giờ cái ví bắt đầu từ à, 1P5 và kết thúc là FHQ Thì các bạn thấy được là cái ví này là cái ví cá voi mà rất nhiều người quan tâm đến Thì cái ví này đó sau cái ngày là ngày 11 tới tháng 8 thì các bạn thấy được là cái ví này chỉ nạp thêm BTC vào mà thôi Và đặc biệt là các bạn đã thấy được là ngày 26 tại ngày hôm qua đó Thì cái ví này là nạp thêm 991 Bitcoin Có nghĩa là các bạn thấy được là cái mức nạp vào là khoảng 54.190 thì bây giờ cái ví này đó là cái ví đứng hạng thứ ba với tổng cái số lượng BTC rất là nhiều như là các bạn thấy trên màn hình là 114.959,56 Bitcoin. Thì chúng ta thấy là đây cũng là một trong những dẫn chứng mà nhiều người cho là chúng ta vẫn thấy cái sự thu nạp BTC đến từ những nhà đầu tư dài hạn hay là những cá voi Nhưng mà thử sẽ có những cái thông tin phân tích đến từ tục hoàn cho các bạn thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi người này trên CryptoWhale, um, Chen Westonfield thì để hiểu đơn giản đó thì bấm vào cái hình này để các bạn thấy rõ hơn. Thì uh, khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu này đó thì nhiều người dễ dàng đưa ra một cái luận sai lầm khi mà các bạn nhìn vào cái đường màu xanh dương trên màn hình đó. Thì cái đường màu xanh dương này là đại diện cho cái số lượng Bitcoin lưu trữ từ 18 tháng cho đến 2 năm. Thì khi mà nhiều người nhìn vào cái tài liệu riêng lẻ này sẽ thấy được là chúng ta có thể đang thấy là những cái người mà lưu trữ Bitcoin từ 18 tháng tới 2 năm đó họ đang bán Bitcoin của mình. Nhưng mà không hẳn như vậy tại vì khi các bạn nhìn riêng lẻ các bạn sẽ dễ dàng đưa ra cái quy định đó. Người này ở trên crypto khoa nói là các bạn cần phải nhìn là nhiều cái phần khác nhau như là chúng ta bây giờ chuyển qua đi nhìn vào cái số lượng bịch hồi từ 2 cho đến 3 năm được lưu trữ thì ngược lại các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đi xuống nhưng mà cái đường màu cam bên dưới này đại diện cho cái số lượng BTC từ 2 đến 3 năm thì lại tăng lên có nghĩa là một người thì có thể đưa ra cái kết luận đó là có thể một số những cái Bitcoin này được bán cho nên cái số lượng BTC từ 18 đến 2 năm mới giảm xuống Nhưng mà nhìn kỹ hơn đó thì không phải là bị bán mà những người này đó họ lưu trữ hơn 2 năm cho nên cái số lượng Bitcoin này đó được tính qua những cái ví mà lưu trữ Bitcoin hơn 2 cho đến 3 năm Cho nên chúng ta mới thấy là cái hiện tượng là đường màu xanh đi xuống đường màu cam này tăng lên hiểu đơn giản một chút là những nhà đầu tư dài hạn đó họ tiếp tục lưu trữ dài hạn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái dữ liệu cho các bạn thấy được là cũng tương tự sau 2 đến 3 năm đó thì các bạn thấy được lại chuyển qua cái đường màu xanh lạc hơn bên dưới này mà thanh nhạc ở bên dưới này là đại diện cho những cái BTC lưu trữ từ 3 cho đến 5 năm thì mỗi một lần mà các bạn thấy được là cái số lượng BTC lưu trữ nhiều năm hơn đó thì sẽ chuyển qua một cái bước khác rồi một cái bước khác nữa cho nên từ 18 tới 2 năm đó thì sau đó chuyển qua thành là từ 2 đến 3 năm nó tăng lên sau đó từ 2 đến 3 năm lại chuyển qua thành từ 3 đến 5 năm thì nói tóm tắt lại cái số lượng người mà lưu trữ BTC dài hạn họ tiếp tục lưu trữ và cái số lượng Bitcoin này thật ra không phải là bị bán mà chỉ chuyển qua cái uh, cách tính kế tiếp cho cái số lượng Bitcoin mà lưu trữ nhiều năm hơn mà thôi chứ không phải là bị bán đi Thì hy vọng là các bạn hiểu cái sự khác biệt này Đây là cái điểm mà mấu chốt được chia sẻ bởi Trang Thì điều này cũng là một trong những điều mà mình thường muốn chia sẻ ngày hôm nay Đó chính là để thường chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn Nhưng mà cái thông điệp ngày hôm nay đó là các bạn thấy là thị trường thực sự nếu như mà nói là cực kỳ hoảng sợ thì không nghĩ là hoảng sợ gì đâu các bạn có thể nhìn thấy những comment ở trên channel của thuận capital hay là trên những mạng xã hội cũng thấy được là phần lớn cũng chưa có lo lắng những lúc mà thị trường thực sự là hoảng sợ các bạn thấy được là cái comment nó sẽ khác rất là nhiều nhiều cái thông tin nó tiêu cực hơn và chán nản hơn bây giờ vẫn chưa có và chúng ta có thể thấy được là cái thông tin liên quan đến là cái số lượng Bitcoin bị thanh lý ngày hôm qua đó là đến từ cái số lượng người mà lo sợ liên quan tới dịch bệnh hay là liên quan đến cái số lượng option đảo hạn ngày hôm qua thì dẫn đến là giá đi xuống sau khi giá đi xuống dẫn đến là một số lượng lệnh long bị thanh lý giờ nên giá xuống thêm là dẫn đến nhiều lệnh long bị thanh lý hơn và khi mà giá đi xuống gì thì lại có một số người họ lo lắng họ lại bán cái bịch bitcoin của mình có thể là những người mà bán trước đó là họ có lý do để mà bán tại vì họ là một quỹ đầu tư họ cần phải đi theo quy định đầu tư của họ khi mà có những cái sự cố như là liên quan tới là coi biến thể mới của dịch bệnh nhưng mà những người sau này bán là tại vì họ có thể là hoảng hốt bán nhưng mà cái số lượng đó đã nhanh chóng được thu vào những cái ví mà của những người mà lưu trữ dài hạn hơn đây là những cái dữ liệu mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là những người đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục họ lưu trữ và khi mà các bạn nhìn vào cái tài liệu trên màn hình đó, đây cũng là một dẫn chứng khác đây là cái cách tính đó, nó gọi là hiểu đơn giản là cái đường mà màu xanh này nó càng cao thì càng là những lúc mà những nhà đầu tư dài hạn họ chốt lời tại vì khi mà những nhà đầu tư dài hạn họ chốt lời đó thì cái đường này sẽ tăng lên tại vì họ là những người mà đầu tư lâu năm thì cái phần lời của họ rất là cao khi mà họ chốt lời đó thật sự các bạn sẽ thấy được là cái đường màu xanh này nó sẽ tăng lên nhưng mà bây giờ các bạn thấy là tình hình ở cái thời điểm bây giờ là vẫn còn rất là thấp và chúng ta nhìn cái tài liệu tương tự đó liên quan tới cái số lượng người lưu trữ ngắn hạn một lát nữa các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt bây giờ đó cái đường màu xanh này ra vẫn còn ở mức thấp có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thấy là những nhà đầu tư dài hạn họ thật sự là bán bitcoin của mình đây là thêm một dẫn chứng nữa cho các bạn thấy điều đó. Và kế tiếp nữa đó là người này ở trên crypto coin đó, đây là bạn gọi là Coinbitcom thì chúng ta thấy được là cái biểu đồ này là cái biểu đồ liên quan đến funding rate, Nghĩa là cái phí qua đêm đó bên dưới này cái đường xanh nhạt này và ở bên trên này đó là cái đường này là liên quan đến cái số lượng lệnh futures và bên trên nữa là giá của BTC thì các bạn thấy đó là so với những cái thời điểm như là hồi tháng 2 tháng 3 và tháng 4 đó, đây điển cái thời điểm mà các bạn thấy được là thị trường nó thật sự là nó quá hưng phấn, mọi người rất là FOMO dẫn đến là cái funding rate rất là cao tại vì rất nhiều người lưu trữ lệnh long tại vì họ nghĩ là giá cứ tăng và cứ tăng và cứ tăng mãi. Cho nên đó, họ chấp nhận lưu trữ lệnh long mặc dù là cái funding rate cao họ vẫn chấp nhận để mà trả cái phí qua đêm đó. Thì bây giờ và thì được là tình hình hiện tại thì lại không cho thấy điều đó xảy ra cho nên chỉ dựa vào cái tài liệu funding rate này nói riêng lẻ thôi thì chúng ta thấy được là tình hình bây giờ đã chưa có đáng lo ngại cũng như chúng ta thực sự vẫn chưa có thấy đỉnh của cái đợt tăng trưởng này đó là cái điều được chia sẻ bởi CoinBecome ở trên Cryptoquan kế tiếp nữa đó là chúng ta sẽ nhìn vào những cái tài liệu mà chúng ta thường nhìn thì có phải là lúc mà giá cả đi xuống mạnh ngày hôm qua các bạn thấy mọi người hoảng hốt để mà đẩy btc lên sàn hay là không thường uh, hy vọng là cho tới bây giờ các bạn có câu trả lời rồi đó chính là không tại vì chúng ta thấy đó đây là tài liệu tính theo giờ tại vì uh, cuối tuần nên thì cập nhật của crypto khoan ngày nó hơi bị chậm chúng ta nhìn theo giờ đi để chúng ta có những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình hiện tại thì các bạn đã thấy là tuy là giá cả có cái sự uh, đi xuống ngày hôm qua nhưng mà các bạn thấy được là chỉ trong thời gian là 6 bảy tiếng thôi chúng ta thấy là có thêm một số bitcoin đẩy lên trên sàn nhưng mà sau đó lại có rất nhiều btc rời khỏi sàn có nghĩa là như thường ra chia sẻ với các bạn một số người lo sợ đẩy bitcoin lên nhưng mà đã nhanh chóng được thu mua và cái số lượng bitcoin đó lại được rời khỏi sàn đó là chúng ta nói về bitcoin tính theo giờ và nhìn chung đó thì các bạn thấy được đây đây là cái tài liệu cái đường màu xanh này đó là liên quan đến cái số lượng bitcoin đang còn ở trên sàn thì đương nhiên các bạn thấy được là giá cả có cái sự điều chỉnh đi xuống từ 69 000 tình hình cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được đường màu trắng này đi xuống nhưng mà cái đường màu xanh này cũng đi xuống theo có nghĩa là giá cả càng, càng xuống lại càng có nhiều bitcoin rời khỏi sàn thì như bạn sẽ nói được là tại sao mà chúng ta thấy là Bitcoin hay là Ethereum rời khỏi sàn như là thường thường hay chia sẻ nhưng mà giá cả lại không có tăng thì thường đã chia sẻ với các bạn rồi lúc nào cũng vậy phải cần thời gian để mà những gì đang xảy ra thấm vào trong giá cả của thị trường chúng ta đã từng nhìn thấy hiện tượng tương tự thường đã chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Bitcoin hai bình năm ngoái và những tài liệu như là hồi tháng 8 tháng 7 năm ngoái thường nói với các bạn là rất nhiều Bitcoin và Ethereum rời khỏi sàn nhưng mà giá cả không tăng trưởng như lúc đó mà các bạn thấy được mãi cho đến vài tháng sau tháng 1 tháng 12 thì giá cả mới có có sự phản ứng tại vì lúc mà điều này thấm vô thị trường khi mà chúng ta thấy được là đột ngột có cái sự mất cân bằng giữa cung và cầu rồi dẫn tới là nhiều nguồn cầu hơn có thể là một cái thông tin nào đó có thể là một cái tài liệu nào đó như liên quan tới Bitcoin ETF được thông qua khi chúng ta nói tới là Bitcoin ETF mà có Bitcoin thực sự hay là bất cứ một cái thông tin nào dẫn đến là nhiều người đột ngột muốn tìm hiểu và đi thu mua Bitcoin hay là Premium thì lúc đó các bạn mới thấy được là phản ứng liên quan đến giá sẽ như thế nào tại vì trên căn bản đó ngày lại càng ít Bitcoin trên sàn hơn và Ethereum cũng như vậy Thôi chi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Ethereum đi thì chúng ta thấy là tài liệu liên quan tới cái số lượng Ethereum nạp vào rút ra thì câu hỏi cũng tương tự có phải là chúng ta thấy nhiều Ethereum đẩy lên trên sàn hay là không khi mà giá cả đột ngột đi xuống mới đây thì câu trả lời cũng như vậy mà thôi không phải các bạn thấy được là đây là cái tài liệu tính theo giờ một thanh này là một giờ thì rất rõ ràng các bạn thấy được rất nhiều thanh là có cái xu hướng chỉ xuống trong vòng hai ba ngày qua và chúng ta tiếp tục nhìn vào tài liệu tương tự như là bitcoin ở đây cái số lượng y tờ trên sàn cũng như là btc giá cả đi xuống từ cái mức cao đó là các bạn thấy À, là khoảng chừng là 4 rưỡi ngày 25 tây cho đến thời điểm bây giờ thì vẫn tiếp tục thấy là cái đường màu xanh này xuống đi xuống như là càng ngày càng ít y tờ trên sàn hơn thì nói tới đây đó thằng nghĩ các bạn cũng đã câu trả lời đó là có phải là giá đi xuống từ hôm qua tới bây giờ nhiều người lo lắng và đẩy bịch hồi, đẩy tiêu hiểm và đẩy nhiều những cái oil coin lên sàn bán hay là không thì tôi nghĩ câu trả lời các bạn cũng đã có dựa theo tài liệu on là không có điều đó xảy ra cho đến thời điểm thì bây giờ và chúng ta đương nhiên là thấy có một số lượng người cũng có thể là quản loạn và họ bán Bitcoin của mình Nhưng mà cái số đường đó lại cho thấy được là được thu mua và lại rời khỏi sàn Nhìn vào những tài liệu chúng ta mới thấy mới đây